Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng bô anh em ha. Tại vì cái bô mình tự làm nên âm thanh nó cũng không có gì là hay lắm. Em thì chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Thì có nhiều anh em yêu cầu mình là quay cái con xe của mình tình trạng bây giờ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ quay con xe của mình và tình trạng theo yêu cầu của anh em ha. Thì xe mình thì không có gọi là lên cái gì mắc tiền hết, cũng không phải là xe xịn xịn xò xò gì hết trơn á. Thì xe mình là bình thường thôi, đồ chơi thì vẫn là đồ chơi các món giá bình dân, với lại mình tự làm không à đó. Thì mắc công anh em là do anh em nói là có con xe lỏ, con xe ghẻ này nọ cũng lên quay đó. Thì xe mình thì mình quay cho yêu cầu của anh em thôi, anh em nào muốn xem thì xem, không xem thì lướt qua video khác thì anh em ha. Mình đi từ cái dàn đầu đi ha anh em ha. Thì cái dàn đầu thì là màu sơn zin đó. Xe mình là xe xám đen đó. Thì dàn đầu thì mình đi được cái chắn gió Zipac quẹt 10 nè. Thì cái này gắn cũng dễ lắm anh em. Bên Zipac sẽ cho mình 4 ốc đó, thì mình khoan 4 cái lỗ mỗi bên 2 cái, rồi mình đo, mình khoan vô thì mình gắn lên bắt ốc, mình gắn hai nắp chụp lại là xong rồi đó. Nhưng mà bên Zipac á, họ cho mình họ làm cái này á, họ tính toán luôn là 4 ngón tay của họ là có cao su để chống nước luồn vô trong anh em đó, rất hay ha. Thì bên đây là đèn trợ sáng của xem shop. Thì này là mấy cái vết tích mà mình bị rớt này nè đó. Còn bên đây là đi được cái cùm thắng RCB 14 nha, này là bê tông 14 nha, bình dầu rồi đó, bát bát của nó luôn, một bộ của nó. Nắp này là nắp mình sơn lại rồi anh em, mình sơn lại màu xanh lá lá cây, xanh lá chuối đó, để cho nó tông sạch tông với bộ tem. Cặp kính này là cặp kính Winner, kính Winner. Đồng hồ này là đồng hồ mình cũng sơn lại, mình tháo ra mình sơn lại cái viền xanh lá chuối luôn. Bao tay thì là bao tay RCB thôi, cây gù thì là cây gù CNC, nhôm CNC CNC kiểu Rainbow này nọ anh em đó. Thì dàn đầu thì mình chỉ có vậy thôi. Cái chóa đèn này là mình dán đề can nha, chứ phải mình sơn. Dán đề can khói đó, khói bóng. Còn đây là dán đề can khói mờ nè, hai loại. Nên là cái bộ tem của mình quay rồi tiếp đây. Xuống tới dàn chân thì xe này là hồi xưa mình là thắng đùm đó, xong rồi bây giờ mình mới up lên đĩa thì vẫn là con heo zin. Heo zin motor Rainbow, dây dầu Akasato, đĩa Raffer, niền là niền 1.4, sau là 1.6, niền zin thôi. Vỏ là vỏ CRV nè, đây vỏ CRV đây. Size vỏ là 60, 90, 17 đó. Dây dầu Akasato màu xanh lá cây này mình đi chung với cho bộ xe luôn, bộ tem xe luôn đó, cho nó tông sạch tông này nọ. Đây là cái miếng phản quang để mình dán chiếu chân phục anh em đó, mà mình không lấy dán chân phục, chân phục mình dán cái chữ này rồi thì mình dán ở trên đây. Nhìn cho nó cũng thẩm mỹ chứ. Thì đèn mi của mình gần, mình đi đèn mi led nha anh em, bóng led, không biết anh em thấy không nữa, mình đi đèn mi bóng led, không có đi bóng halogen nữa cho nó sáng đẹp hơn. Rồi thấy công tắc của đèn trở sáng là mình cũng tự làm luôn. Đó, mình tự câu ở nhà, mình tự đi hết. Là xe mình đa phần là mình tự làm thôi. Rồi, lọc gió của mình đi lọc gió zin, nhưng mà cái lưới là mình đi lưới của mấy cái lọc gió trụ á. Đó. Cho gió vô nha, thoáng hơn zin tí. Thì cái phần bụng thì cũng không có gì hết, mình tháo cái thùng ra rồi, tại vì mình đi chở hàng anh em, mình gắn cái thùng ở đó nó bị vướng quá. Đó, nên mà lại chở không có được nhiều đồ nữa, chở đa số mình cột phía sau mà phía trên đây mình không có cột gì hết trơn á, nên mà mình tháo ra mình đi cái baga. Baga là baga inox 10 ly nha đó, để mình để đồ ở đây. Mình rút cái dây rút này á là tại vì chạy cái hai miếng này nó rung rung quá anh em,
nó rung quá, kêu quá, mình khó chịu quá, mình cút dây rút lại luôn cho nó cố định một chỗ, đỡ rung hơn. Rồi xuống tới dàn sau thì mình đi cây phuộc Mod ETS. Hàng này là hàng của hàng zin theo xe của hàng SWM Galaxy SR vậy đó anh em. Đó. Thì cái cây phuộc này mình thích ở điểm á là cái lò xo đó tăng chỉnh được nè anh em. Đây. Đó, ép lò xo xuống rồi nọ. Thứ hai là nó có cái bình dầu nè, nhìn nó thẩm mỹ hơn nè. Thứ ba á là nó không khoét dàn áo. Anh em thấy không? Hay là mình thích cái phục này như vậy. Mình không có gọi là điều kiện, mình là sinh viên mà, nên vậy mình đâu có tiền mà mình chơi các cái loại mà Olin Đại Hoàng Gia hay là ISS chính hãng nào đâu anh em. Đó, đi cặp phục mod lên thôi thì chi phí này cũng rẻ, mình khắc tem, khắc này khắc laser cho anh em. Khắc laser cho ISS nè. Đó. Sắc sảo luôn. Còn cái bô này là cái bô winner. Bô winner mình chế cỏ cho rồi cho quay rồi tiếp nè. Đi Osbach mình phay nè, này mình cũng tự phay ở nhà luôn nè. Xong rồi chụp thì chụp, đi chụp tê bít. Mình cái bô rồi mình cũng tự móc luôn. Đó, mình móc mình phá đít mình đi tiêu. Này mình tự làm ở nhà, mình tự đặt nỉ về, mình làm nỉ thủy tinh, mình tự làm ở nhà hết. Đó, thì mình khám phá mình tự làm tự chơi. Cái phuộc này á, lẽ là cái chân ở dây nè là cái chân dài nha anh em. Nhưng mà mình không, mình lấy cái chân xưa đó mình mối lại, mình gắn cho xe lùng xuống. Thì nó lùng xuống tầm cỡ 2 phân đó anh em. Phuộc trước mình hạ 3 phân rồi, phuộc trước là mình hạ 3 phân. Phuộc sau mình hạ tầm cỡ 2 phân nữa, là xe mình là như nó lùng được thêm một chút nữa. Đó. Thì đây, cái bánh nó nhỏng lên lắm anh em. Anh em thấy nhỏng, nó nhỏng lên cao không? Rồi bánh sau, quá giỏ sau thì mình đi giỏ mát xít. Đây, mát xít. Đó, Maxxis thì size giỏ là 70. Đây, 70, 90, 17. Cái má đùm là mình sơn đen nè. Để sắp tới mình có đi vơ là vơ đùm đen, niền đen luôn. Sắp tới mình sẽ lên niền nhôm. Niền nhôm đen và cái đùm này là đùm đen. Nên vậy mình sơn cái má đùm màu đen trước. Để sắp tới mình đi đen hết, trước sau đen hết. Tem là tem zin của nó thôi. Mà tem zin mình mod lại, chứ không phải là tem zin theo xe nha anh em. Tem zin mình mod lại. Rồi bên đây thì cũng vậy. À mình đi có mình đi cái bó tăng sơn CNC nè. Cặt te là cặt te của thằng Fuja LED. Đó. Thì lúc mà mình khoét á, mình đi hạ phuộc sau nữa là mình khoét cặt te nên anh em. Thì là mình tự khoét ở nhà luôn nên vậy đôi khi cái thẩm mỹ nó cũng nhìn nó cũng tạm ổn mà chứ nó không có gọi là được nó xuất sắc nha anh em. Thông cảm. Đó, mình tự khoét mình tự chơi thôi. Thì chỉ là cặp phuộc này mình ép lò xo xuống để cho nó cứng, khi mà mình chở hẳn nó không có bị đụng gầm. Canh chỉnh lại. Rồi đây là cái hồi xưa mình đi cái lọc trụ nè, lọc trụ trong bộ tử nè. Thế mà bây giờ mình không đi lọc trụ nữa, mình đi cái lọc zin mà cái lưới là cái lưới của lọc trụ á. Rồi mình dán cái silicon lại, dán cái lỗ lại, hồi xưa mình khoét nè, giờ mình dán lại thôi. Đó, thì xem mình tổng quan chỉ có như vậy. À, cái đèn xi nhan này á là mình dán nha anh em, mà thôi mình sơn nha. Mình dán nó màu vàng vàng cho đẹp đó anh em. Đây. À còn cái cản này nữa. Cái cản này nếu mà là đồ của quay rửa tiết á, nó sẽ là cản cao su. Và cái cản này á là của thằng rửa tiết luôn, nhưng mà đời hình như là đời 22, 23 gì đó. Đây, phục trước mình hạ 3 phân nè. Đâu thấy được cái ti đâu, nó lúng ở trong luôn. Phục trước mình hạ tới 3 phân lận. Cổ bô là mình đi cổ bô inox 304. Size 27. Còn cái bô là mình chế cột cái cổ rời nè. Đó, cổ rời mình tháo cái giò đạp ra rồi. Đó, xe này là xe zin, đâu có mình đâu có sổ trái gì đâu anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng bô anh em ha. Tại vì cái bô mình tự làm á nên âm thanh nó cũng không có gì là hay lắm. Đây là mấy món hàng mình tự làm nè. Đó, mình tự hàng lại xong mình mài lại nè. Đây, cũng vậy. Mình tự làm mình tự chơi thôi anh em. Đó. Đây là tiếng bô để ganh ti anh em. Đi nè, đi tiêu. Mình phá đít là đít là đít 32 mà mình đi tiêu xuống còn lại là 22 vậy. 22 hay là 23 gì á. Không nhớ nữa nè. Âm thanh nó vậy thôi anh em.
thì đến anti. Nếu anh em thấy hay, anh em cho mình xin một like, một đăng ký kênh, ủng hộ mình ở những cái clip sau nha anh em. Với lại bây giờ là tình hình dịch bệnh quá, mình ít ra video cho anh em xem được, anh em thông cảm cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.